chào tất cả các bạn ha. Thì cũng một khoảng thời gian dài rồi, hơn một tháng thì A Lý mới quay trở lại livestream viết thư pháp trở lại ha cả nhà. Thì lý do là vì khoảng thời gian Tết đó, mình công tác cái bên công việc và cũng như bên mảng tranh thì mình quá đuối đi. Hơn 2 tháng mình quá đuối, thời gian mình vừa rồi mình nghỉ ngơi. Thì bây giờ bắt đầu thì từ hôm nay thì A Lý sẽ livestream trở lại để viết thư pháp và vẽ tranh sơn dầu cho cả nhà mình cùng giải trí ha. Mình có thời gian vô mình coi tranh mình giải trí ha. Thì ngày hôm nay A Lý trả cho một cái người khách một bức tranh là chữ Đức ha. Bạn thấy bức tranh chữ Đức. Bức tranh này thì mình đã vẽ cái cảnh rồi ha. Chất liệu trên giấy bố ha mọi người. Trên giấy bố ha. Ha, mình đã vẽ cái cảnh rồi. Bức tranh chữ Đức mình sẽ viết chữ Đức thư pháp lên đây. Của chị Nhi Nguyễn ở Bình Thủy, Cần Thơ ha. Thì giờ mà chị Nhi đang coi livestream hôm nay, A Lý xin lỗi là cũng hẹn chị khoảng 3 tuần rồi mới trả lại cái bức tranh cho chị ha. A Lý xin lỗi rất là nhiều nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha cả nhà. Thư pháp mình viết là thư pháp chữ Đức ha. Rồi cả nhà ha, chữ Đức ha, ý nghĩa là chữ nhỏ là Đức trọng nhân trường thọ tâm quan phúc tự lai. Thì một hồi A Lý viết xong A Lý sẽ giải thích chữ Đức cho cả nhà mình nghe ha, ý nghĩa của chữ Đức. Rồi mình bắt đầu nha cả nhà. Hero ha, cái cỏ rất là bình thường ha mọi người. Có nhiều người xem chưa? Bà Quyên đang xem, mà sao nó không có hiện người xem ha? Chữ Đức là Lý rồi ha, thì là Lý bây giờ sẽ viết cái chữ nhỏ ha. Chữ Đức mọi người thấy là viết cân đối ở giữa cái bức tranh ha.